Nào giờ các bạn đã nghe dong là đặc sản ở Bình Thuận chưa? Sang thì toàn nghe thấy ở Bình Thuận thì nhất định phải ăn một lần. Tất nhiên là mình không bỏ lỡ đối với một người con Bình Thuận. Con dong này thường sống ở dưới cát. Không nghĩ từ một con dong này mà có thể chế biến được nhiều món ăn ngon từ những nguyên liệu đơn giản. Thì hôm nay cùng mình tìm hiểu và cách chế biến nó nha. Đầu tiên là mình phải lột cái da đất của nó ra. Khi mình đụng vào thì mình thấy da của nó nhám và cũng dễ lột lắm. Tại chồng mình lột không có quen nên lột nó cũng hơi lâu. Mà ban đầu nhìn con dong mình cũng cảm thấy nó sợ lắm. Ai mà sợ, ăn không quen thì mình có thể lột cái da của nó ra hết luôn. Sau khi làm sạch xong thì mình sẽ ướp sa tế nướng mấy con. À, mấy con dâm này là mình không có ướp gia vị gì hết, là dùng để trộn gỏi, trộn chung với lá xoài và lá cóc non và xoài bằm nữa. Dâm thì mình sẽ xé nhỏ ra rồi mình trộn với nước mắm. Còn mấy con này là mình phải cắt nhỏ ra để nấu canh lá mi. Nấu canh thì mình phi tỏi cho thơm rồi mình cho dâm vào xào cho đến khi nào thịt của con dâm nó săn lại. Rồi cho ớt và gia vị vào, cho lá mi và rau thơm vào. Nhắc bầu thở, gì mở dông, hôm nay mình sẽ ăn thử cái mở của con dông nha. Thơm, bây giờ ăn thấy nó sương không à, nhưng mà nó có răng trong đó. Sương không hả? Ngon không? Cái da nó rất ngon. Ăn với mình nó ngon hơn. Đây là lá cóc rừng. Lá cóc thì nó chua, nó thơm. Dông thì nó mềm, nó thơm thơm. Khúc này là khúc thịt nhiều nhất luôn nè. Thơm. Nhức đầu thở nhìn mở dông nha mọi người. Why? Thương không à? Không có ngon như cái lời đồn nha mọi người. Còn canh lá me này là khỏi phải chê luôn. Ăn với cơm chấm với nước mắm thì ngon hết sảy. Phần đuôi và phần da của con dông là ăn thấy ngon nhất, nên lựa con lớn ăn sẽ ngon hơn.